Trong khi nhiều người nuôi chó hoặc mèo như một giải pháp hỗ trợ điều trị về sức khỏe tâm thần, thì một người đàn ông ở Anh chọn cách nuôi hơn 300 con nhện độc. Với bộ sưu tập vật nuôi độc đáo này, anh còn được mệnh danh là người nhện ngoài đời thực. Tuy nhiên đây là việc hết sức nguy hiểm, mọi người không nên tự ý làm theo. Anh Aaron Phoenix, 35 tuổi, đang sinh sống ở hạt Gloucestershire, miền Tây Nam nước Anh. Aaron bắt đầu sưu tập những con nhện độc kể từ mùa hè năm 2021 sau khi bác sĩ khuyến khích anh thực hiện một việc mà anh thích để vượt qua bệnh trầm cảm. Chỉ trong vài tháng qua, bộ sưu tập nhện độc của anh Aaron Phoenix đã có đến hơn 300 con. Những cá thể nhện độc này được anh nhân giống hoặc tìm mua, trong đó con đắt nhất là một con nhện cái thuộc loại đặc hữu ở Mexico, có giá bán lên tới 165 bảng Anh, tức khoảng 4 triệu rưỡi theo tiền Việt Nam. Anh Aaron Phoenix cho biết, tuy những con nhện độc của anh không nguy hiểm đến mức gây chết người, nhưng anh vẫn nuôi nhốt chúng trong một căn phòng riêng để không làm ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. Trên mạng xã hội, anh Aaron Phoenix thường cập nhật những đoạn video chia sẻ về sở thích, thông tin và cách chăm sóc cá thể nhện độc mà anh đang sở hữu.